Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn con Panasonic dòng trợ lực zin nguyên bản lên tay ga. Những dòng tay ga thường là để tiết kiệm giá thành. Thứ nhất, thứ hai dễ sửa chữa thay thế. Thì thường là đi bằng bình ắc quy xe Honda. Nhưng mà riêng con này mình đã đúc cục pin Lion dung lượng 12A. Hai cái bình ắc quy có thể chạy được 25 cây, nhưng riêng cái bình Lion này có thể chạy được 40-45 cây là bình thường. Vẫn sạc điện 110 luôn nha các bạn. Về kết cấu xe không thay đổi, dẫn máy zin của nó, bánh câm niền, pin, tất cả đều zin của dòng xe Nhật Bản hết. Chỉ cần đấu dàn dây điện ở trong máy là nó có thể chạy được tay ga. Như chiếc này vẫn giữ nguyên pin Lion của nó. Còn vấn đề mà test cục pin này để coi chạy được bao nhiêu km chính xác đó, thì mình sẽ cho test. Tạm thời mình nhắm chừng của nó khoảng tầm trên 45 cây. Vẫn là tay ga, tay số cho điều khiển tốc độ nhanh chậm. Khi tắt máy nó vẫn là chiếc xe đạp, không khác gì chiếc xe đạp hết, thậm chí còn nhẹ hơn cả một chiếc xe đạp nữa. Các bạn muốn tăng tốc độ lên số 2, lên số 3 là tùy các bạn. Khi đạp càng tăng tốc độ cái chân các bạn sẽ càng nặng. Khi không thích đạp nữa, mở máy lên, vặn ga, đây, khi không thích đạp các bạn vặn ga nó trở về xe điện. Riêng cục pin nó không đẩy, các bạn có thể đi trên 40 cây, 45 cây là bình thường. Còn chiếc xe vẫn là chiếc xe nguyên bản, thay cặp tay ga vô thôi, đấu dài cộng dây điện trong máy là có thể chạy được tay ga. Mình giới thiệu chiếc xe nước sơn zin hết, câm niền inox, bộ đá chống khóa cổ. Đá chống khóa cổ là như thế nào? Khi mình gài chống lên ở trên đây tự động nó khóa cổ. Khi mình gạt chống lên tự động nó mở cổ, gọi là đá chống khóa cổ là nó. Rồi tự động nó khóa cổ rồi đó. Yên zin của Panasonic, ổ khóa zin của Panasonic, ba ga inox, dè inox, đèn đuôi cảm ứng, khi vào ban đêm có rung lắc tự động nó sáng, nhảy sáng, đùm Shimano 3 số, bộ hộp số của nó sẽ chứa trong đây. Chân trống còn cứng ngắc, vẫn là câm niền inox. Vỏ ruột zin của Panasonic đi dòng gạch te bít, các bạn để ý cái dàn nguyên cái dàn gạch te che hết nguyên phần sên, gọi là gạch te bít. Đây là bộ tăng sên tự động, sên trùng tự động tăng luôn. Đây điểm chày,
bộ khóa bi, thắng bi phía sau. Thắng bi là như thế nào? Mình cứ đem một bộ để các bạn dễ hình dung. Nó đây. Bộ này ít nhất lấy trong chiếc xe ít nhất 209 2010 thì mình sử dụng ở đây, nó sử dụng có thể là 10 năm rồi đó. Các bạn để ý những viên bi, bạc đạn bi của nó trong đó, nó khóa bằng, nó khóa cái bánh xe bằng bi. Các bạn để ý nó lăn theo cái dòng tua của bánh xe và không hề mòn tí nào hết, dù cho là 10 năm rồi đó. Đó các bạn thấy không? Nó khóa bằng bi thấy không? Thắng nè. Kéo thắng nè, bóp thắng nè, đó. Những viên bi tự động nó bấu vô. Cũng chẳng hiểu nó làm bằng chất liệu gì mà nó cứng khủng khiếp, không thấy mòn đâu hết. Những viên bi của nó không hề mòn đâu. Không hề mòn. Bởi vậy mới gọi là công nghệ của Nhật. Đây là nó đây. Bộ thắng bi nó nằm đây. Máy nhôm nguyên khối hết. Bàn đạp zin bana. Giò đạp nhôm. Dàn nhựa còn khá mới. Nước sơn zin hết nha. Tem nó để là ngày 3 tháng 8 năm 2013. Đây, chày đây. Đó, như nãy mình nói bộ đá chống khóa cổ là nó. Bộ khóa nằm ở đây. Khi các bạn đá chống tự động nó khóa cổ, nó khóa lại đến đây. Cái đũa của nó chày đây. Câm niền phía trước vẫn là câm niền inox. Vỏ ruột zin luôn. Về inox. Zin cái gì đây? Này là cái miếng giấy, miếng gì đó. Không phải bị chạy. Lấy tay khửi vẫn ra, không phải bị chạy. Vỏ trước của nó còn mới kít. Rổ inox. Đèn Panasonic luôn. Đèn LED sáng cực. Bộ tay ga đầu đèn. Hộp số thì nãy mình đã giới thiệu, khi các bạn muốn nhanh chậm là do nó. Khi các bạn không thích, các bạn cứ tăng ga mà đi thôi. Xe này có 3 cách chạy nha. Thứ nhất, khi không có điện đóm, tắt máy đi. Khi không có điện, nó là một chiếc xe đạp, các bạn cứ đạp bình thường, không có vấn đề gì hết. Còn các bạn muốn nhanh hay chậm là chỉnh cái tay số trên kia, nhanh hay chậm. Cách thứ hai, không thích đạp, các bạn tăng ga, mở máy lên, tăng ga các bạn đi. Trở về xe điện. Cách thứ ba, để giảm tối thiểu hao bình, tiết kiệm cho cái bình, các bạn vừa đạp, các bạn vừa tăng ga. Hai thằng kết hợp giữa cái chân mình và chiếc tay của mình, hai người, hai cái đó kết hợp với nhau, vừa đạp vừa tăng ga, vừa đạp vừa tăng ga, thì mình cam đoan chiếc xe này đi có thể trên 40-50 cây là bình thường với cái bình 12A này. Rất tiện lợi cho ông bà của mình đó,
tay chân họ yếu rồi, không được như thanh niên của mình đâu, không được những còn trẻ nữa, yếu rồi. Đâm ra những chiếc xe này hay là học sinh, sinh viên, các mẹ đi chợ cũng tuyệt vời. Những cái dòng này vẫn xài bằng pin Lion và vẫn qua bộ biến áp 110. Cục sạc 110 vẫn xài bằng pin Lion nha, vẫn qua bộ sạc 110 và vẫn qua biến áp. Điều đặc biệt của chiếc xe này là gì? Nó có thể chạy vĩnh cửu. Thường là những chiếc xe dòng lên tay ga, nếu chạy không đúng cách, có nghĩa là các bạn ngồi các bạn ép ga nó, các bạn ngồi các bạn ép ga, như giống như như nãy mình hướng dẫn, khi các bạn muốn đi tay ga các bạn chỉ cho nó một tua, đạp hỗ trợ nó một cái, các bạn tăng ga thì không vấn đề gì hết. Nhưng các bạn ngồi một chỗ các bạn ép nó, bình thường trong những video kia mình cũng hay nói á, ép nó có thể hư cái nhông, nó hư cái nhông máy, là nhông này, nhông này trong máy nó sẽ mòn cái nhông máy này nếu các bạn chạy không đúng cách. Riêng chiếc xe này mình thay nó bằng cái nhông sắt. Tại sao mình dám nói nó là, theo mình thì chắc nó cũng vĩnh cửu rồi. Vậy mình thay cái nhông sắt này vô thì không bao giờ mòn được, và cực kỳ bền. Con này phải nói là theo mình thì cực kỳ bền, không còn gì để gọi là hư hao nữa hết. Các bạn nhớ kỹ, xe nó phục vụ cho mình, cái gì tiện lợi hợp lý là mình sử dụng. Còn riêng mình bán xe, ai nói gì nói, mình phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của chiếc xe, ai nói mình chế biến gì đó, chịu. Mình cảm thấy chiếc xe giá hợp lý, độ bền cao, phù hợp với cuộc sống, nó phục vụ cho mình, chứ mình không chạy theo nó. Các bạn lấy một chiếc xe nguyên bản về, cục pin mà hư hao, chiếc xe mà tàn tạ hư tới hư lui, cũng như không. Theo mình không quan niệm như vậy. Mình quan niệm là nó phục vụ cho mình, có nghĩa là sao? Cảm thấy ok, bền, phục vụ trong cuộc sống, giá cả hợp lý, thay thế dễ dàng là mình mua. Ai cảm thấy những tiêu chí đó phù hợp với mình thì mua. Mình không khuyến khích, bắt buộc hay là trẻ anh em qua dòng tay ga hết. Ai cảm thấy dòng trợ lực nó có cái hay của nó, dòng tay ga nó có cái hay của nó, ai cảm thấy phù hợp thì chọn. Còn riêng về độ bền của chiếc xe này thì mình nói là, phải nói là tuyệt đối rồi, gần như tuyệt đối. Pin mà sử dụng đúng cách nữa thì thôi rồi luôn, tại vì cái nhông nhựa của nó mình đã thay bằng cái nhông sắt rồi, không còn gì để gọi là hư nữa. Đoạn đường đi mình cũng đã nâng cấp pin này lên 12 chấm, ít nhất phải là từ 40-45 cây. Biết cách sử dụng, vừa hỗ trợ tay ga vừa hỗ trợ chân đạp, các bạn có thể đi xa hơn. Và biết để biết chính xác đoạn đường đi của nó, mình sẽ cho test thử cục pin 12A này, coi nó đi chính xác bao nhiêu cây số. Rồi, để kết thúc cái video ở đây, các bạn áp Zalo, số điện thoại hỗ trợ tư vấn, nhắn qua số Zalo cho mình 0909 77 5445. Rồi, chào các bạn nha. Sau đây là phần giới thiệu những dòng tay ga bên mình.